Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tiên tài phép Vi Đa Đoan, Vi đao bửu kiếm mây mang mắt trần. Phật truyền thâu hết phép thần, cứu an ba tánh một lần nàng quay. Quyên binh bốn khuế tớ gì, kể sao cho xiết chuyện đi sau này. Lớp thầy tố ác dậy đầy, lớp thầy tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó làm mồi, cho bầy ác thú đền bồi tội xưa. Bây giờ còn mãi lọc lừa, chẳng lo kiếm chỗ được mưa sau này. Hiền lành chừng đó xâm dày, quân thần công lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời đình phân. Xe thiên hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trần trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc suy sang, tam hoàng trở lại là đời thượng lớn. Thiên dân lòng chớ có sờn, gan tu thì được xem đường trên đây. Người không chết đi đất chật tay, nhìn xem bất thảm ngày gài cho dân. Mấy người còn được xác thân thì là đài ngọc cát lăng giữa kề. Bây giờ kẻ nhúng người chề, chế ta rằng dài gần khờ cùng cam. Chương trần bỏ bớt tánh tham, đừng chơi cờ bạc đừng làm ác gian. Để sao coi hội coi hàng, coi tiên coi Phật mới ngoan bớ trần. Điếm đàn để thỏa chớ gần, để sao xem thấy non tầng xôn xao. Tuy nghèo dùng đỡ cháu rau, bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Dạ xin chào đại sư dày. Mô Phật. Dạ. Đây phái đoàn của chúng ta đây, ai cũng mặt mày sáng trưng hết trơn à. Rồi xin chào. Quay cái đoàn mình là kỷ niệm nha. Dạ. Chúc ở quán Phương Kiều. Rồi mời cô bác coi dừng chân đi, mình nghỉ chút xíu đi, chờ phía sau tới một chút xíu đi. Mày ơi trước có ngã ba rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Sau duyên Phật thiên kiếp này ta được gắn tu đừng có cuộc nữ nam ơi. Tu một đời gian khổ cả muôn đời, đã chịu khổ nhiều rồi.
Rồi hỏi chú Tùng phải đoàn ở đâu? À, đoàn tôi ở huyện Lai Vung và huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Yeah. Chuyến này cũng vui vẻ cô bác anh chị. Dạ dạ. Mình quay chuyến này cho cô bác về lên tàng hình hết trơn ha. Lên coi chuyến này ai cũng đổi tướng hết trơn rồi. Lên tàng hình luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nhí dầu lập chữ công danh, đến khi hết cuộc cũng đành ta trôi. Lão già nghe nói rung người ơi, muôn năm ơi có một đời. Chào cô. Tới kỳ hiệp hội Phật trời đinh phân, con lành điều đúng nghĩa nhân, cha là Phật thánh tiên thần phước giới, có đâu như thế bay trừ, loạn lưng can kỳ bất từ bất lương. Thân ta giàu lắm đoạn trường, cũng làm cho vẹn chữ thương nhân lời. Thế này về lên tàng hình luôn nha mấy cô. Ngày kia thọ chí làm trai, tiếng lành như thể hương bay được nồng. Bây giờ bờ bến chưa xong, gió gian thời gian mà lòng chẳng đau. Ngày xưa mấy bậc anh hào, nằm gai nếm mật dạ nào trách than. Trường vô trí cả dọc ngang, vào trong bốn biển mấy trang thánh hiền. Làm cho kẻ bão ngửa nghiêng, đạo lành mở cửa nơi miền Nam Bang. Tiếng dạ chào chú hai. Ồ, mấy năm nay mới gặp. Dạ, chúc cô bác được khỏe ha. Dạ, dạ. Rồi, kính mời cô bác mình qua phía bên đây. Quẹo trái, quẹo trái. Quẹo trái, dạ, dạ. Giờ cái tướng ai cũng đẹp hết trơn. Này đẹp lạ. Đẹp lạ thật chứ. Rồi, xin chào. Đẹp lạ, đẹp lùng. Như này mình vô đường tắt ra đây đi lên dù đầu. Ông ngủ dữ vậy đó. Chạy tới chạy lui cái này hồi bay luôn quá. Rồi mình vô đường này luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trong lửa đạn đạo tâm không mẻ, sức khổ càng nhiều, lòng nhớ Phật càng tăng. Sức tu bền sắc đá cũng không bằng, lòng tin mạnh đường tăng chưa chắc thắng. Lành thay kẻ chân tu trong khổ nạn, cửa đau màu
thật đáng lòng nên gương. Ai đi lắp giò mình đi đường này á quý vị ơi. Dạ chào chú hai. Dạ dạ. Phái đoàn lắp giò Đồng Tháp thì mình đi quẹo qua dù đầu, còn đoàn của chú hai thì đi thẳng 13. Rồi chúc cho phái đoàn được nhiều sức khỏe. Dạ. Mình đi đường này nè cô. Đi chung với siêu mỏng đi đường này nè. Tay trái tay trái. Còn bên đó đi với siêu dày. Siêu mỏng bên đây. Dạ dạ. Bên kia cũng đi hai con đường chia nhau. Phật cha nó bầm con vợ tốt tan nát sớm hiền khổ dữ nhà không kẻ ở ôi nói trước nếu chẳng tính lời gặp tin phải lời xưa di tích cho dịp này ai muốn mắc phàm gặp trong mây hãy dám nghe lời ta bắt trước có mấy dình đạo đức phải với thay thương dân xuống bút tay để dặn dò má tánh chớ hề lỡ phai cổ thế giới chuyển lai như trong quyển giấc tình hãy lắng mà nghe lan kiều hữu lộ vắng quen ngục môn không cửa mà hè nhau đi tham cho trẻ hài nhi liễu điều vợ xa chồng bận biểu thế lương phong trần dày dạng gió xuân trừ bàn hát báo hùng cường đua tranh còn một cuộc chiếu manh dành sẽ khắp hoàn cầu ô ghé một nơi dòng xem châu ngọc chiều mới sao đời không sớm tắt rời cõi mê để đến việc tham thế thế tham mắt phàm trần tường lắm bi ai cũng động cốt một quay thay nên ta gắng sức miệt mài giải quyết thơ giới phú thần tiên gắn bút mời cơ trời đã thiết bên lưng không tu chừng khổ cũng ngưng tu hành gặp cảnh vui mừng tỏi thái Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà có thời gian đó chỉ cần một đoạn này thì sẽ trao đổi với quý vị rất nhiều cái nội dung rất là hay, nhưng mà tại vì thời gian không có cho nên vì vậy mà chúng tôi cũng xin đọc lại cho chị nghe để có về nghiền ngẫm lại như là trong lòng đức thầy để chúng ta sẽ thấy được sự diễn biến của cuộc đời một cách rất là rõ rệt. Và khi cuối chương trình này thì chúng tôi xin chúc cho tất cả quý vị chúng ta sức khỏe dồi dào, tinh thần an lạc và đi chứng kiến tham quan hành hương này về cố gắng phát khởi thiện tâm để chờ ngày đức thầy chúng ta trở lại. Xin được chân thành kính chào. Nam mô.
Rồi cô bác nếu mệt thì mình ngồi nghỉ chút xíu đi ha, con chờ chưa? Mới uống nửa can rồi Tám ơi. Nói quay thì phải nói. Có Nam mô A Di Đà Phật. Tới tăng sĩ gãy thiền quyết cơ nắm lần bụi bờ xuống thẳm lên đèo. Dù cho gặp mê lắm hùm beo, từ bi vẫn niệm quyết leo khỏi rừng. Đâu nạn chí mà ngừng việc phải cuộc tan thương. Biến cái cánh trần bực mình đeo năm pháp thân. Chờ cơn gió tành sẽ lần bước ra. Thấy thiện tính trang hòa giọt lưỡi tâm náo lùng. Tranh nghĩ xa vời, chim trời dừng ngổ chiều mới, bầy con chiếu chích cả đời nhàn thân. Còn một đoạn mơ tầng nắng sở trái qua rồi, việc dở quá hay, thế gian sẽ biết tài. Bế bồng con dạy hát bài khải ca, ai mà được trong qua cảnh ấy, cõi phúc nhà tạo lấy mà nhờ. Rồi tiếp tục mình tiến lên. Thương đời ta ít lời thơ, nẻo tu văn sự còn chờ dịp nào. Phần tăng sĩ này bao gió bụi miễn số lòng, tháo củi ta bà theo đòi gương phẩm Thích Ca. Dốc đem tâm trí tầm ra đạo màu, cả dạng vật chung bầu thế giới, vì quán thù dựng bãi chiến trường. Cũng đồng xưng bá thân dương, tranh quyền đoạt lợi đượm đương sẽ giành. Ta nguyện một lời hành chánh đạo, chẳng phải người thông thạo hoàn toàn, nhưng mà gắn chí kiêu gian. Người ơi thức tỉnh lánh nàng tu thân. Không ngủ rồi. Chúng tôi đang nhận cho đoàn tăng trưởng tiếp thời đoàn nó vui đồng tháp rất giỏ, tập trung lên cái chuyện đó, chúng ta cầu nguyện quốc tế cho ai. Một số này rồi.
chúng tôi cũng thay mặt cho đoàn trân trọng kính mời toàn thể cô bác mình cũng thông cảm dùm. Bởi vì mình đi đoàn đám người cho nên đến chỗ nào thì cô bác cũng tranh thủ và đến trách nhiệm để chúng ta cũng rồi còn đi nhiều điểm khác nữa. Như vậy thì đoàn mới đi nhiều điểm được. Còn nếu cô bác mà lề mề hoài thì cũng ít đoàn, có đi ít điểm. Vậy là lúc này chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị đồng hướng về trách nhiệm. Ngôi vô đầu của Lũ Cấm thành kính lễ ba sáng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị đồng quỳ. Đồng chắp tay đưa lên trán thành tâm nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, cảm ứng chứng minh hôm nay vào ngày 27 tháng 4 niên Nhâm Dần, đoàn hành hương của huyện Lô Dung lấp dò Cần Tháp chúng con trở về thiên cảnh sơn. Giờ đây đến trước chấp điện dù đầu núi Cấm, chúng con thành tâm cầu nguyện nhờ ơn trên đức Phật, đức Thầy, trong quan sinh thần các ngài gia trì hộ độ cho thế giới được hòa bình an lạc, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, toàn thể nhân dân được dạng sự lành, hộ độ pháp thân dạng dân chư tay tịnh sự giải thoát mê ly, và cầu nguyện cho ngũ quyền thất tổ tịnh độ chúng sanh, phụ mẫu đại đường tăng lâm phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng tây phương, và cầu nguyện cho đoàn hành hương chúng con đi cũng như về được vui vẻ mạnh lành, khi trở về nhà rơi đi nghiệp lực giải hết quả căn, và phát bồ đề tâm tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công đắc quả. Nam mô A Di Đà Phật. Đúng rồi, và đồng xá một xá để buông. Gia đồng kính lễ Nam mô A Di Đà Phật. Kính lễ Nam mô A Di Đà Phật. Kính lễ Nam mô A Di Đà Phật. Gia đồng kính lễ Nam mô A Di Đà Phật. Xin bốn lại vào trong và cô bác cùng đứng lên. Và xá ba xá tiếng giữa và hai bên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Đức Quý Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạ, phút cầu nguyện ở đây đã xong, mời cô bác đọc tự nguyện. Rồi xin thông báo cho đoàn hành hương ở huyện La Dương, huyện Lấp Giò đó. Bây giờ mình qua bên chánh điện Tuyên Vương hôm nay nè quý vị. Qua đây để gặp đệ phượng trao đổi với bà con cô bác. Qua bên phía bên tay mặt nè. Chú đi trước đi. Bà con cô bác mình qua bên phía tay mặt nè. Lấy dép qua đây. Chú Tùng đi dưới. Đó, quý cô bác mình biết đó là ông Bắc Vật Lan là tới ngày thứ tư ông ta lên. Thì sau khi lên rồi á thì người pháp gia hỏi là ông không nói một cái điều gì hết, y gan như là người câm gì đó quý cô bác. Thì mọi người pháp đó mới lưu ý đến ông Bắc Việt Lan, nhưng mà có một điều là suốt mấy tháng trời ông Bắc Việt Lan không nói một lời gì. Thì người pháp nói chắc có lẽ ông xuống dưới hang, ông đã bị khùng. Thì người pháp mới bỏ qua. Thì sau khi bỏ qua rồi một khoảng thời gian sau, tự động ông Bắc Việt Lan lên đây và ông ta đi lần thứ hai. Một đúng một tuần lễ không người nào mà tìm thấy ông Bắc Nhật Lan hết.
Nhưng sau khi người Pháp đến lục xét nơi nhà của ông, thì ngay ngang cái bàn mà thường thường ông ngồi ông viết đó, là có lại một bài thơ ông Bắc Nhật Lan để lại như thế này: ông cấm diệu quyền chiếu nguyệt long, bác môn bích ngọc ẩn bên trong, vật y đai giáp kim thôi mão, Lan thấy tặng tường chẳng phải không, ẩn khước từ quan dưng lệnh chánh, sĩ điền hoài vọng lú chờ trong, quy hoàng nam bắc niên canh kỹ, điền phá sức dương giáp bắt ông. Tức là ông cấm là tại nơi núi ông cấm, chiếu nguyệt lâm là nơi đây đã có lông mặt, bác môn bích ngọc ẩn bên trong. Tức là sau khi mà ông Bắc Việt Lan đó, vũ vỗ cái đầu nó vũ, môn bích ngọc ẩn bên trong, vật y đa giáp kim khôi mão, Lan thấy có trường chẳng phải sống. Tức là ông Bắc Việt Lan ổng đã vô hang, ổng đã thấy nơi dùng thất sơn này sao có bích ngọc ở bên trong. Mà đức thầy mình nói sao quý cô bác: gần lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài, phải không? Rồi đức thầy nói sao ạ? Lầu đài núi cấm lộ nay mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, khuyến dạy dân tình minh đạo đức, tu hành được thấy cảnh bồng lai, phải không? Nơi đây tức là chính bản thân của ông Bắc Việt Lan, ông ta đã thấy trong ruột năm non. Nhưng mà sao ạ? Ẩn khước từ quan dưng lịch thánh, sau khi ông ta vào trong hang này gặp các bậc thánh hiền nói về, tức là ông đã có công thì sao, thì ông về đây ở đây, và sau này sao ạ? Sau này sẽ phò vua giúp nước. Mà đức thầy đã cho biết như thế nào quý cô bác? Đức thầy đã chỉ rồi: trên năm non gồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao báo quý. Thật chất ra hiện nay còn bình an như thế này mà quý cô bác mình có một cái duyên lành á, mà chúng ta đi núi như thế này là mình có một cái phước báo rất là lớn đó. Chứ con nói thật chất ra đó, trong chuyến đi núi có nhiều anh em chuẩn bị tổ chức đi ha, mấy cô đồ nhà sát bên ngủ đâu đó đàng hoàng rồi, ai về sao chuẩn bị đi, ông chồng không cho đi, chuẩn bị đi việc nhà không có sắp xếp được, đi không được, phải không? Cho nên hôm nay chúng ta có duyên lành trở về nơi vùng Thất Sơn này, đây cũng là một cái sự để chi vậy, để cho quý cô bác mình giác ngộ. Có người đọc sách liền tay nhưng không hề đọc đến một bài kệ kinh. Kệ kinh thấy lòng mình muốn đọc, đã có duyên với Phật lâu rồi, dịp này nếu để cho trôi sẽ không có dịp để hồi thiện tâm. Cho nên hôm nay chúng ta sanh vào trong miền Nam nước Việt, gặp được chánh pháp của đức thầy, mà quý cô bác mình lại sanh trong miền Nam. Đức thầy đã nói rằng: Tây phương chở gót quá xa đàn, thương xót Nam Kỳ lại An Giang. Hôm nay quý cô bác mình sanh vào trong miền Nam nước Việt, gặp được Phật pháp ra đời, mà chúng ta sanh trong gia đình biết đạo đức nữa, thì tin chắc chắn rằng cuộc đời quý cô bác mình đi chuyến này sao quý cô bác, chúng ta sẽ về nhà thay đổi toàn diện cuộc đời bằng cách quý cô bác nào chưa ăn chay mình về nhà mình gắng ăn chay, cô bác nào chưa cúng lại về nhà chúng ta gắng cúng lại. Tại vì sao vậy? Tại vì đức thầy đã chỉ dạy: không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng hội hay, phải không? Cho nên thôi thì trong cái thêm đi dấu buổi chiều hôm nay thêm 50 phút nữa đi. Vậy hả? Thêm đi. Ai biết tưởng đâu còn ăn xèo đắng. Hết rồi hả? Cho ta xuống cái chung hang được. Xuống ha, sợ chung ra nó văng cái bánh xèo ra. Dạ thôi thì thêm chút nữa đi. Thêm chút nữa đi ha. Thì quý cô bác mình á, thật chất ra con nói á, trong thời kỳ này mà quý cô bác mình mà được đi núi như vậy là hạnh phúc. Hồi hôm mà nghe Phật nói đó, Urana gì bây giờ quý cô bác mình biết ăn gì không? Ở đây ăn bánh xèo nè, ăn bún riêu. Ở bển đó là người ta ăn bơm đó, nó nguy hiểm không? Mà nghe đâu mà sát bên con đây nè, nhắc này á, bà cô bà nói đợi chú chiên, ông chú đó, ông chiên chuối đó, nghe bà cô bà chiên chuối. Mình thấy hạnh phúc không quý cô bác? Ở đây còn ăn bánh xèo, còn ăn bún riêu, còn ăn chú chiên, mà đi dọc đường còn cười tích tác. Còn ở Urana mà đi gì coi, nghe tiếng gọi cái chốn thấy bà chứ, tại vì nó bỏ cái bơm cái là rồi luôn, thấy không? Cho nên tất cả trong cuộc sống mà quý cô bác mình biết, trong mùa dịch mà mình còn lại là hú hồn,
mấy đứa bạn của con đó mà điện về xong con gao á, con tiếp nước, biết tiếp nước nó là gì không? Thơm cái hũ gì à? Thấy không? Rồi sao à? Rồi mình rơi nước mắt khi thấy người khác chết, trong lòng luôn xót xa, chẳng hay người ấy chết, rồi sẽ đến tiên ta. Hồi nãy chung vô hang mà nói nhiêu đây thôi, mà bắt đầu mà cái cây đèn cầy nó tắt thôi là thấy sát bên rồi, nó mô Di Đà Phật, nó mô Di Đà Phật. Con nói chàng ơi, sao con ít nghe cô niệm Phật mà tại sao đèn cầy tắt? Bà niệm Phật dữ vậy? Bà này niệm Phật cô ơi, để hồi nó kẹt vô chết á. Thấy không? Có nhiều đó thôi. Cho nên Đức Thầy đã chỉ dạy mình sao quý cô bác, là không tu tìm khổ cũng mừng à, mà tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Hồi sáng đó mình đi đó, cái đoàn của mình sao, mình thông báo lên điện Bồ Hông còn đỡ, còn đi chuyến rồi không biết bà đó bà đi làm sao. Sáng á, cái bà kêu mấy ông đạo đầu tóc, cái bà đi, sáng bà thông báo đi lên điện Bồ Hông, bà đi ở làm sao á, đoàn ta là đi, bà ghé bà mua sắm cái điện biết bà đội toàn tem làm sao. Cái mà lúc mà dẫn qua cái đường tắt á, không có đi đường xe, cái bà quên mất tiêu, bà lội lại chủ quán. Bà nói cô ơi cô, ở đây đó là hồi sáng tôi nghe ông đạo đầu tóc á, thiệt mà ông đạo này không có đầu tóc. Bà nói là cho xin hỏi là cái đường nào mà lên điện Bùi Xích à? Bà kia mới nói trời ơi, tôi sống ở đây là ba đời rồi đó, mà nghe từ trước tới giờ á, là đâu có cái điện nào mà gọi điện Bùa Xích. Nói rõ ràng là hồi sáng tôi nghe mấy ông đạo đầu tóc là nói á, là sáng nay đi sớm lên điện Bùa Xích. Cái xong bà nói tờ ơi, gì đâu mà mấy ông đạo gì đâu kỳ giới thiệu lên điện Bùa Xích, mà tôi ở đây đó là tôi bán đó là ba mươi mấy năm rồi nè, mà tôi đâu biết điện Bùa Xích đâu. Cái bà nói ủa kỳ ta. Cái bà nói vậy chứ đây có điện gì? Cái bà kia mới nói điện đường này là điện Bồ Hông. Cái bà nói ừ Bồ Hông với Bồ Xích. Diễn đàn của Vũ đi. Cái bà chú bác nói tờ ra tờ Bồ Hông khác, Bồ Xích khác. Bồ Hông con nó nhỏ, Bồ Xích con nó bự. Bà hỏi là điện Bồ Xích sao tôi biết? Ở đây có điện Bồ Hông. Đó, xong rồi cũng tiếp tục bà đi nữa quý bác. Bà đi á, người ta cúng một chỗ, bà cúng năm sáu chỗ cái cũng lạc nữa, lạc hơi cái cũng nghe cái xong bà đi khúc, cái bà hỏi chú ơi, chú xe đò thường lại cho tôi hỏi cam xe đò muốn ghét lưng đâu bà đi xe đò hay gì. Cái bà hỏi chú ơi, chú cho tôi hỏi thăm cái đường nào lên đầu vô á. Ủa cam kiếm, ủa hồi đó tới giờ tôi đâu nghe đầu vô đâu. Cái bà nói ở đây gì chứ có cái gì. Bà nói trời ơi, đường này đi lên vô đầu. Bà nói ừ, đầu vô đầu gì vô đó đó. Trời ơi, bà vừa lên bà gặp con với ông Phận, bà nói mô Phật. Con lại mấy ông đạo đầu tóc, mấy ông đi gì đâu, mấy ông không đợi gì chân, mà để tôi gì đây á, đi ngang nó buồn muốn chết luôn. Dù gì ngang có mấy ông đạo đầu tóc cũng đỡ. Cái con nói á, quý cô bác mình, bà là bà dân ở chợ, bà không có tu hành vậy chân á. Cái xong cái ông đầu phận nói cô ơi, cô đi xuống hang cô nhớ niệm Phật nghe. Cái bà chung sao không biết á, mà nghe gan cái chỗ hồi nãy đó quý cô bác. Bà chung sao á, mà mấy người kia ta kêu nằm ngửa ra, bà run quá à. Bà nằm sấp. Bà nằm sấp xong á, bắt đầu á, ta kéo bà cái xong cái nói bà đưa cái giò mặt. Bà hỏi chú giò nào giò mặt rồi chú. Bà hết biết được gấp bồi rồi. Bắt đầu xanh dần mặt mạng hơi bất ra không được. Cái đầu cái ông đạo tặng á, ông nói cô ơi niệm Phật. Cái bà hết hồn, bà không biết niệm Phật sao đâu, mới nói chú tặng ơi đâu chú niệm trước tôi niệm sau thôi. Cái ông tặng tôi niệm nam mô Di Đà Phật. Cái bà niệm nam mô Phật, bà niệm cũng ngon lành lắm. Cái một hơi cái bà hết hồn cho bà chung hoài ra không được, xin giờ mất mạng luôn rồi. Cái bà niệm nam mô như là kẹt. Các bạn tới đây tờ ơi, Phật không niệm mà đi niệm kẻ. Nó mô cho là Phật. Bởi là chú ơi, tôi chung muốn gá được. Tôi đi quýt, tôi niệm nó mô cho là kẻ. Rồi. Vỗ tay lên. Mình lên tên đen. Lên xong, ông quay lại, ông gặp siêu mỏng á. Bà xá nè, mô Phật. Con lại mấy cha, con không đi mà mấy cha kêu con vô cái hang này ác đạn thiệt.
Rồi từ đó tới sau đi núi không thấy bả đi luôn chứ bạn. Còn dưới khoảng năm đi 30-40 lần mà không thấy bả mất tiêu luôn. Dạ. À, thôi thì trong cái tặng qua, tặng cái buổi hôm nay thì con xin cầu chúc cho trong buổi trưa hôm nay được nhiều sức khỏe và luôn tiến tu, và chúng ta sau khi trở về nhà được nhiều sức khỏe và tu hành tinh tấn cho đến ngày đắc thành Phật quả. Đến đây xin được dứt lời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đồng chắp tay lên trán thành tâm cầu nguyện. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thập Phương Phật. Nam Mô Thập Phương Pháp. Nam Mô Thập Phương Tăng. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quang Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bãi Núi Cảm ơn chứng minh. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 niên Nhâm Dần. Phái đoàn hành hương Lai Dung Lấp Giò Đồng Tháp chúng con du sơn núi cấm nay đến điện Tứ Thiên Dương. Chúng con thành tâm cầu nguyện cho nhờ ơn trên Đức Phật, Đức Thầy, Trăm Quan, Chư Thần các ngài gia hộ cho thế giới được hòa bình an lạc, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, toàn thể nhân dân được vạn sự lành, cổ độ bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly. Và cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng tây phương. Và cầu cho phái đoàn chúng con khi đi cũng như khi về được vui vẻ mạnh lành, về đến nhà giải hết quả căn và phát bồ đề tâm tinh tấn tu hành đến ngày hành công viên mãn. Và đồng kính lễ hai vị bốn lại Nam Mô A Di Đà Phật thưa thôi. Và đồng kính lễ Nam Mô A Di Đà Phật thưa thôi. Và đồng kính lễ Nam Mô A Di Đà Phật thưa thôi. Và đồng kính lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính mời quý vị đồng sát Đức Phật và hai vị Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Trí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái phần cầu nguyện ở đây đã xong, kính mời quý vị đồng tụng. Nam Mô Phật. Đến quý vị trao đổi cho Phật pháp. Thì trước khi vào chương trình thì xin trân trọng kính mời độc giảng viên Hồ Thị Quen đến đây đành lòng đọc lại một đoạn sấm giảng của Đức Thầy để bắt đầu nhịp cầu giao cảm cho siêu mỏng lên trao đổi quý vị trong chương trình Phật pháp. Bây giờ trân trọng kính mời. Thì mình quay cái lo lại đi ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Con thuyền bát nhã sang sông miền ngoài gọi khắp lòng trong ngại ngùng đã từng giữa gỡ sao tâm trí còn tồn ngoài duyên. Muốn lên tiên được cảnh tiên nấc thang vinh hạnh thầy riêng cho mình. Quỳnh quay nhìn đại nha. Rồi trời chừng nào để lên chia sẻ vậy. Rồi ok, để gì luôn ha. Bên muôn người niệm Phật quả mình biết bao. Đúng quay vòng vòng luôn. Trồng cây mà chẳng hơn rào để cho chỗ lại tạc vào
chân thành cảm ơn độc giảng viên Hồ Thị Quyên đã ngâm lại một đoạn sinh giảng của Đức Thầy. Tiếp theo chương trình đến phần trao đổi Phật pháp. Sau đây xin chào kính mời Quân Phận Đức Diên Đàn để gặp gỡ Phật cô bác cho điều về Phật pháp. Vậy nha, xin chào kính mời. Kính thưa quý vị, thì cây đẹp thì nhờ có hôm qua, người đẹp thì có nét na dịu dàng, muốn cho linh động hậu tràng. Xin quý vị cho siêu mỏng và siêu dày một tràng pháo tay. Có ăn ké chút. Siêu dày cũng ké này hả? Ngày giấc này cái sân khấu của mình là sân khấu 4 chiều. Quay hướng nào cũng gặp khán giả hết trơn. Thôi chứ chỗ nào đông rồi mình kiếm ăn chỗ đó. Bên đây đông hơn, giờ quay mặt thì bên đây. Bên đây ít quá, thông cảm dùm phía sau nha. Lâu lâu ngoái lại chút thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa quý bà cô bác cùng anh chị em kính mến, thì chúng ta nghỉ nơi đây cho khỏe chút xíu để bắt đầu mình sẽ vào cái cuộc hành trình chung hang. Thì hồi sáng tới giờ cô bác lội thấy hai cái giò mình sao rồi, còn yên không? Còn yên đúng không? Dạ, yên như là tốt lắm rồi. Hôm qua cô đó tự dưới chân đi lên, bà nói núi cấm thật là cao quá xá, ta lội hồi cũng tá quả tâm tin hết kìa. Bà nói, con nói là thất sơn bảy núi nằm kề, khi đi có bệnh khi về bình an. Bà nói bình an tao chưa thấy, tao thấy sắp bỏ mạng rồi nè. Tao nhích hai cái giò. Bà nói mày cho tao đổi câu chớp cái siêu mỏng, con nói văn chương ta vậy câu đổi hiện giờ. Bà nói câu cuối thôi con, thất sơn bảy núi nằm kề, khi đi có bệnh khi về khiêng luôn á. Mà đâu có khiêng đâu, lội bữa một cái qua bữa sau, bữa nay là lội là phải nghe. Như giả lại quý vị đi núi mà gặp chú Tùng, gặp siêu mỏng, em mấy anh em hướng dẫn đòn đi đó, cô bác cứ yên tâm đi. Tại vì anh em tụi con đi nhiều đợt, cho nên điểm giếng trên đây đó mình biết. Như giả lại đó là cái chỗ cúng cũng vậy nữa, từ dưới chân lên trên đây chừng 18 cái lư hương vậy đó. Nếu mình không biết cái chỗ nào cũng xá hết trơn là cái như là rồi, bữa đó đi không tới đâu chứ. Mà không biết nhiều khi thấy đỏ đỏ xá cho mình không biết vụ gì luôn nữa. Nhiều khi cấm lửa mình xá mình cũng không hay luôn. Dạ. Đấy, đoạn đó đi cái đoạn 100 người, đi cái đoạn bên đường bên Ba Chúc bên á, hai chiếc xe vừa bước xuống, lúc đó người ta làm cái đường lộ đó. Người ta rube người ta múc xong, người ta để ba cái chữ, cái trụ đá người ta để vậy nè. Móc lộ giới, rồi hai bà tu vũ áo hịt 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 vậy đó. Họ vô bắt cốt cho ba xá. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Con hỏi bà hai, bà xá gì vậy bà hai? Bà nay thấy đỏ đỏ à xá mày ơi. Rồi con hỏi cô kia, cô xá gì vậy cô? Bà nói thấy chị xui tôi xá theo chú ơi. Hỏi hai bà xui tôi móc lộ giới bà cũng xá nữa. Rồi phước ở đâu đó mà hưởng không biết nè. Rồi đi dài dài tới nửa đường, là lúc đó trời nắng nhiều. Cái vách đá người ta viết bốn chữ là hút thuốc vũ tàn. Người ta sợ trái gừng đó. Rồi hai bà quỳ xuống lại cho bốn lại. Đến chừng nước lên, con hỏi bà lại cái gì? Bà nói củ quyền thích tổ mà ơi. Chừng bốn chữ đó bà không biết. Cho nên cô bác với mình làm ăn thấy không? Mà mình trúng á, cái chỗ mà làm ăn đàng hoàng đó là tiền còn mà có lời. Mà trúng mà chặt chỗ đó là cái như tiền nó mất luôn. Thế thì đi lên trên cái núi này cũng vậy. Mỗi một cái hướng, mỗi một nơi đều có sự tích, đều có linh thiêng hết. Thôi thì giờ đây đó, sư mỏng kể cho cô bác mình nghe cái mẫu chuyện vui, đặng mình thoải mái tinh thần mình đi. Còn nói chuyện đạo đó, tối về nhà mình sẽ nói luôn. Vì một cái nụ cười đó, nó bằng 10 thang thuốc bổ. Mà cười mà không đúng chỗ nó lỗ tới 10 thang này. Đẹp quá đạo giàu ơi. Đẹp quá. Rồi sư mỏng chào các chị sư dày nha. Rồi các chị sư dày đi. Chào siêu dày. Siêu gì vừa. Nam mô A Di Đà Phật. Xuống dương thế vào trong đây tới hay ba gia. Xuống dương thế vào trong đây tới thầy ba gia. Gặp mi lúc nào đùng cánh trần gian nhiều nỗi lao lung, việc tu tình ít người hiểu đi. Cô đoàn lên đến điện 13 tầng. Phải không cô Bảy ơi? Phải, mà
đường Phật không có nghe chuyện nói chuyện được. Vậy hả? Con cãi cũng ít hà, tối nay mình bù thì có tối cái nhiều. Dạ. À, với đoàn đến điện 13 tầng. Cầm chú một chút nè, chú quay sơn vòng cho nó. Giờ phái đoàn đang đến đây điện 13 tầng. Chú Tùng, chú cúng đi rồi con dắt chui xuống ngang trước. Dạ dạ. Rồi giờ mình đứng trên cảnh luôn tôi quý vị. Rồi. Rồi dắt nè. Mẹ. Rồi. Cúng đi chú Mười ơi. Rồi cúng đi cùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây thái độ chúng ta đến trước miền hang điện 13. Vì xin kính mời toàn thể chú vị hướng tâm về chánh điện đồng thành chánh ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chắp tay dâng lên chán thành tâm cầu nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Chân Thần Chư Vị Năm Non Bại Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 niên Nhâm Dần. Phái đoàn của chúng con ở huyện Đa Dung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đi du sơn núi Tâm. Giờ đây trở về hang 13, chúng con chuẩn bị xuống hang nhờ ơn trên Đức Phật, Đức Thầy, Chăm Quan Chư Thần ở hang 13 gia hộ cho phái đoàn của chúng con và dẫn dắt phái đoàn của chúng con khi xuống hang được dồi dào nhiều sức khỏe, ra khỏi hang được vui vẻ mạnh lành, về đến nhà phát Bồ Đề Tâm tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công đắc quả. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị cha bốn cha tay cùng lại kính lễ. Nam mô Nam mô Nam mô Nam mô quý vị cha ba cha xin gửi lễ mời. Nam mô Nam mô Đại Thế Chí Phật. Nam mô Quan Âm Bồ Tát. Nhà cầu nguyện xong xin kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi quý vị tới ở nơi xuống tiên, rửa mặt rửa tay cho khỏe đi. Rồi niệm Phật biết đâu kiếp này kiếp tới chúng ta sẽ có một kiếp mình sẽ thành tiên. Dạ. 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nguồn bạch thủy trong veo thấy ơ vàng lẻ nhiệm màu chưa hẳn cho ôi đêm ngày buồn bã vô hồi kìa trên tiên cảnh vị ngôi sẵn dành đảo gãi khắp năm canh tỏa bút dài tận tường chẳng chút nào sai cổ nhân tích để phân bài đường trơn nẻo chẳng đâu ai gắn tâm huyền bát nhã chí tâm trực thẳng thả ra khơi
cứu dần khắp trần. Phù sanh lắm cuộc lao thân, ngày đêm ta tán muôn phần đớn đau. Trong đời người tài cao đức trọng, hầu có thông thiên vọng lẽ nào. Chí tâm tường làm thấp cao, dạy cho rõ biết thiên tàu nơi đâu. Ngồi nghĩ càng thêm sầu cho thấy, bởi ít ai cải chế đường ta. Sợ e nhiệm thực bỏ sao, sợ cho lắm kẻ chân hòa lụy tuôn. Sợ nhiều kẻ giả buồn đói, chí quên những câu chánh kỷ quá nhân. Mạng lo tìm kim tước quần, thất kỳ giống tưởng lánh chân đường lành. Trong bụi khổ mau mau tránh đi khổ, gắng tầm vào đánh chỗ an cư. Học câu thì xả đại từ, nếu gương nghĩa sĩ và tân chớ gần. Câu bát chanh gắn mài chạm và tứ một điều, người khá hành đi. Muốn thu thiên định nhất kỳ, hạ nguồn thức lĩnh khai kỳ long qua. Tráng dẹt phá sương mù trước mắt, chờ để cho quy giấc linh hồn. Lão đây dân lệnh Phật tôn, lãnh cần tướng phạt chư môn dự lành. Kha trí tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền hạt ngám ni phong ba. Trở chân cho kịp lòng qua, lòng qua có mặt ấy là hiện nhân. Chào ông đâu vào. Đền nợ thế nghĩa trọn vẹn, lấy tinh thần hiệp chiến ngút mây. Chớ nên bắt bẻ Phật thầy, ngày sau phải chiều đỏ đài chớ than. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đây tới số tiên. Ừ, nó đói gung chân, ăn có cái bánh một, cầm cái máy điện thoại mới nổi nè. Đáng giờ cái đòn không ăn gì chân, gặp bánh xèo tôi nói nghe, nuốt không kịp luôn. Quý bà cùng tất cả quý cô chú cùng hầu hết anh chị em kính mến, hôm nay chúng ta lại có duyên lành trở về nơi đỉnh núi Thiên Cẩm Sơn. Hiện diện chúng ta đang tức là chuẩn bị chung hai ông thẻ, nhưng vì lý do kỹ thuật, tại vì đòn ở dưới còn cái đuôi ló lên khoảng chừng vài chục người mới tới đòn của chúng ta. Thì có đuôi luôn đó đâu. Vui vẻ đẻ ra tiền, buồn phiền sanh ra bệnh. Nếu như mà chúng cháu mà kể chuyện mà không vui thì kính mời quý cô bác mình ai ngồi gần ai đó cho ép bằng cho cười. Tại vì thường thường ta nói một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ, nhưng mà cười không đúng chỗ thì lỗ luôn 10 thang. Cho nên tất cả cái gì cũng vậy trong cuộc sống, thường thường là ông bà xưa nói. Con đứng còn quay sáng thì chú quay người ta, chú không có miếng nào chú hết. Chắc chắn rằng cái lần đi núi này đó là thấy quý cô bác mình hết siêu vàng siêu mỏng thì đi trong cái chuyến đi này thấy tất cả quý cô bác mình vừa qua chúng ta chung hang 13 khỏe không quý cô bác? Khỏe. Dạ.
Thì tại sao gọi là hang mẹ đẻ? Tại vì sau khi mà quý cô bác mình mà chung hang đó, mà chúng ta chung ra được là giống như mà một lần mà mẹ mình đẻ ra. Tại vì sao? Tại vì nơi điện 13 này rất là linh thiêng màu nhiệm. Ở xóm con đó, có hai vợ chồng người này nghèo lắm, nhưng mà mằng đâu thách bát đó, mằng đâu không có được đó, cho nên đó là buồn lắm. Nhưng mà nghe đâu ông Đạo Phận với ông Đạo Vũ dắt đi núi, mà nghe đâu trên núi linh thiêng màu nhiệm lắm, cho nên sao hai vợ chồng cũng lên đây quý cô bác. Nhưng mà lên rồi đó là ngồi buồn xoa. Khoảng chừng mười mấy năm về trước mà thiếu nợ 15 triệu thì quý cô bác mình nghĩ đi, là khó khi nào mà trả nợ được lắm. Chứ nước vay tôi sao nó nhắm bển không chàng? Đây nè. Cho nên quý cô bác mình đó, là biết là hai vợ chồng có chiều bữa nào cũng vậy đó. Mình cúng lại rồi hai vợ chồng thấy ngồi buồn. Dính nguyên rồi mà. Con với anh Phận mới lại mới hỏi. Không có dính nữa đâu. Đi trong cái chuyến đi này thay đổi vận mạng đó, là đợt này dắt chung hang rồi cầu nguyện rồi tin chắc chắn rằng về nhà sẽ thay đổi vận mạng. Thiệt quý cô bác, đi một cái chuyến đi rồi về á, tội nghiệp ảnh lắm. Ảnh ơi, đợt này á mấy ông Đạo Vũ với ông Đạo Phận ơi, đợt này tôi làm hai công dưa leo, nếu như mà phải đó thì tôi ở nhà là tôi trả nợ cho hết, còn không phải là đi Bình Dương luôn. Cái nói thôi bây giờ gắng cố gắng đi trong chuyến núi này rồi về anh ăn chay cúng lại rồi đi, biết đâu cái phước duyên mình tới. Cái ảnh trồng được hai công dưa leo quý quá, mà đất mới mà trồng dưa leo nó rất là trúng, nhưng mà nó hợp thời tiết. Nhưng mà có một điều á, là quý quá biết gì không, là tự động là dưa leo của ảnh á, là sắp sửa đến bẻ bông, mà cái giá dưa á, là có 1.000 gữ. Con nói rồi chắc ông này không biết giận mạng sao. Phận ơi tụng nghiệp quá. Cái bữa đó con với anh Phận á, mấy á, là tiếp cái lễ đài làm cái chân dung thầy. Cái con nói thôi bây giờ hai anh em mình chắp tay lại nguyện giấy với thầy, nhờ đức thầy từ bi gia hộ cứu rỗi hai vợ chồng cái ông ở xóm mình cho dưa leo làm sao. Chứ bây giờ thầy ơi, chứ con thấy hai chồng khổ quá, mà bây giờ hai vợ chồng đi núi về phát tâm tu rồi, nhờ thầy gia hộ. Ngộ quý của bác, có một điều á là mình gắng cố gắng nha, mình làm việc gì cũng vậy. Đức thầy nói sao, cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy gắng sức thi hành sẽ có thầy ủng hộ. Tự động đến ngày ảnh bẻ bông, thì sau khi mà ảnh bẻ đầu tiên hai công đó là được 50 kg bẻ bông mà, thì giá dưa lên được 5.000. Bắt đầu mình mừng rồi, mình nói chắc có lẽ là có lý, nó lên nữa quá. Ai dè qua ngày sau bẻ nó lên được 6.000. Tới bắt đầu là bẻ được 2 tấn thì lúc đó giá dưa được 9.000. Trời ơi, con nói bắt đầu ảnh bán hai công dưa lời được 100 triệu quý quá. Sau khi lời 100 triệu rồi đấy, là hai vợ chồng khóc quý quá. Con với anh Phận lại thăm là khóc. Cái hỏi sao mà khóc, nói chú Vũ ơi, không ngờ rằng cuộc đời của tôi á, là tôi nói là bế tắc, ông chồng tôi ông đòi tự dặn, mà tôi khóc, tôi nói nếu như mà ông tự dặn ông chết rồi mà để lại hai đứa con rồi mượn ơn tôi gánh vác nổi không. Thôi hai vợ chồng mình chết. Bắt đầu đem chai thuốc ra tính uống mãi về đâu, gặp đứa nhỏ nó đi học mà nó quải cặp về, rồi hai chồng khóc luôn, nói tôi với ông chết rồi, rồi bỏ lại mấy đứa con gãi núi. Thôi bây giờ là chỉ còn cái nước làm sao, là bây giờ là mình phải làm sao mới được. Nhưng mà không ngờ phước duyên làm sao, nghe con với anh Phận dắt đoàn đi núi hoài, lợi tức là đi núi, nhưng mà đâu có tiền đâu đi núi. Đợt đó con với anh Phận nói thôi đi. Ngày xưa thì quý cô bác mình biết là đi một chuyến núi vậy đó là giá 80.000 mà đi 5 ngày, thì thôi con với anh Phận nói thôi hai anh em mình can ra luôn, đặng lo cho hai vợ chồng. Nhưng mà từ lúc đi núi rồi về, ảnh thay đổi vận mạng bằng cách sao quý cô bác, là một là ảnh về hàng ngày cúng lại, ăn chay niệm Phật, thì từ đó là sao cái cuộc đời vận mạng nó sẽ đổi. Cho nên tại sao con với anh Phận không dắt quý cô bác mình mà đi Vũng Tàu, Đà Lạt hoặc là đi nơi miền ngoài, mà tại sao anh Phận đó suốt là anh Phận đều là đi núi hết? Tại vì một là mình thấy đi núi nó có lợi ích, hai là quý cô bác mình trong cuộc đời của mình sao biến chuyển bằng cách hàng ngày, nếu như quý cô bác mình tu theo giáo lý của Đức Thầy đi, rồi chúng ta sẽ thấy những cái cuộc đời của chúng ta đều được nó biến chuyển rất là màu nhiệm. Nếu như ai đã có tu rồi thì tự động cuộc đời của chúng ta là sao, nó thay đổi vận mạng hết. Tất cả trong cuộc đời sống, Đức Thầy đã nói là sao, mình sống nơi đây đều là nhân quả, đều là nghiệp lực. Nhưng mà tin chắc chắn rằng cuộc đời của chúng ta, nếu như chúng ta thiếu nợ ở thế gian, quý cô bác mình sẽ mang ra tiền để trả nợ.
Còn nếu như mà quý cô bác mình mà chúng ta thiếu nghiệp, cái nghiệp của chúng ta đã tạo, thì quý cô bác mình chỉ bồi công lập đức để trả nợ. Bằng cách làm sao? Đức thầy chỉ dạy niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ thầy rước lại non bồng. Cho nên tất cả trong cuộc sống quý cô bác mình sanh lên được cái thân làm người là một cái điều tốt đẹp. Nhưng mà quan trọng nhất, sanh làm người, tại sao có nhiều người sanh ra đẹp hết sức đẹp mà tự động bị hư con mắt, sanh ra hết sức đẹp mà bị sức môi, sanh ra hết sức đẹp mà tại sao bị cục một cánh tay, là do đâu quý cô bác? Là do nhiều tiền kiếp chúng ta đã có tạo một cái nhân vô cùng xấu, phải không? Cho nên hôm nay sanh ra cuộc đời mà chúng ta không toàn vẹn, tuy được cái thân xác làm người nhưng mà mình có những cái gì nó không hoàn chỉnh, cho nên đầu thai làm kiếp người nó còn không được trọn vẹn. Cho nên hôm nay tất cả quý cô bác mình đã đầu thai làm được thân người mà còn gặp được Phật pháp nữa, thì tin chắc chắn rằng trong cuộc đời của mình sao, mình đi chuyến núi này nha, ai mà giờ ở nhà mình đã khổ nhưng mà mình đi chuyến núi này về hết khổ. Ai mà làm ăn đó mà không được thịnh vượng, đi chuyến núi này mình về nhà làm ăn thịnh vượng. Đứng đây luôn hả? Ai ở nhà mình chưa tu, mình đi chuyến núi này về mình phát tâm mình tu đi nghe quý cô bác. Nhưng mà tu á, có nhiều người người ta sợ lắm. Người ta nói tu gì đâu, gặp ông Đạo Vũ với ông Đạo Phận thiệt tình nó nghe mặc đồ gì đâu mà ô bích bắn không thủng. Thấy không? Tần ơi, ông nào ông nấy nghe gì đâu mà còn trẻ mà bới cái đầu tóc cái dòm nghe giống như mà 80 vậy đó. Thấy không? Mới có 40 mà dòm giống như 80 vậy đó. Là do đâu à? Là do tại vì sống ở thế gian, mấy đứa con cũng biết thương yêu, mấy đứa con á sao cũng có tình cảm với cô bác. Nhưng mà thật chất ra đó, mình thấy mà sống làm sao nó khổ lắm. Tại vì con với anh Phận ở chung sớm, cũng học chung trường, có mấy người bạn mà bây giờ gặp lại coi, con nó nghe làm xui hết trơn. Nó nói hai cha nội này, bạn bè tao nói thật sự với hai đứa bay. Tại vì bạn á là thâm tình lắm. Nó nói hai ông nghe mơi mốt đó ha, già bò xuống sông uống nước. Hai ông không có vợ có con chứ, nó khỏi. Bây giờ đâu cần bò xuống sông uống nước, bây giờ có nước máy, dặn là bắt đầu là quất. Nó nói tôi cũng hết nói với ông luôn. Tôi nói tôi cho ông biết, bây giờ thấy không, ông có vợ có con phải không, nhưng mà ông có đi đâu được không? Mà nhưng mà sao, một thời gian sau á là hai vợ chồng ông sao đau khổ. Cái nó nói trời ơi, tôi mới cưới tôi hạnh phúc mà ông nói đau khổ gì. Nói ừ, màn đầu đó chứ màn sau là đấm đá không. Ai về đâu á, mới á, không biết sao với quát năm trước năm sau. Bắt đầu sao? Mới năm đầu á, chồng nói chồng nghe. Ha, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, hai vợ chồng có một phe. Nhưng mà tới năm thứ hai sao? Vợ nói vợ nghe, chồng nói chồng nghe, hai vợ chồng là hai phe. Nhưng mà tới năm thứ ba, hai vợ chồng nói cả xóm đều nghe. Là lúc đó làm sao ạ? Còn duyên thì anh cứ anh theo, còn hết duyên là anh đánh anh treo lóc nhà. Thấy không? Chưa chồng anh chị mến thương, còn có chồng là anh gượt té mương mấy lần. Thấy không? Cho nên rất là khổ. Cho nên nói là sao? Phận con gái còn nương cha mẹ thì hết lòng hiếu để thuận hòa, cần lau phục dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Xong đến lúc tùng phu xuất giá, nương bên chồng chẳng xá bên nhà, trước còn lai giảng giếng thâm, nhưng mà lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt ngàn. Thôi thì đến đây xin được kết thúc. Xin chúc quý vị sức khỏe an lành. Rồi chúng ta quý vị nghe Vũ cái chuyện thấy hay không quý vị? Hay. Ở đây mình nghe Vũ hay chứ được rồi, bà Mỹ Thứ mới nói công nhận chú nói gì hay, ác nhân ác đức. Tới đâu là phim theo tới đó ha. Cái này ra ly với hồng lên tàn hình luôn. Đoàn ở trên điện Bắc Tiên vừa mới xuống đây. Tới đâu là có phim theo tới đó nè, thấy không?
hơn là diễn viên luôn. Đấy là cái đòn. Giờ đi tướng ai cũng đẹp chứ. Chúng ta cái đòn ở huyện La Dung, huyện Đắp Giò, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Cái tướng này nó lạ hơn tướng ngày qua nha. Về nhà mà bước vô ông hỏi sao bà đi cái tướng gì kỳ vậy, đổi tướng về nhà làm ăn khác. Ông mình quay cái phim này mình đăng lên trên mạng đó, Đài Loan người ta coi vô ta lựa luôn. Dạ dạ chào chú Mười. Dạ chào chú. Mình tuyển mấy bà qua Đài Loan luôn. Nhớ quay mấy bà cho kỹ kỹ nha. Dạ quay mấy bà cho kỹ, nhất là mấy cô chống gậy nè. Dạ. Nói Việt Nam tôi là gì? Đi qua rồi. Bà hai cái này bà về qua Đài Loan là bà thay găng luôn à? Dạ. ở đâu cũng được nè, tại vì người ta đặt thôi, người ta đặt cái tên thôi, chứ đâu có ông tiên nợ đâu. Tại con không uống nước đá anh em ơi. Dạ. Điện Bắc Tiên. Hôm nay vào ngày 27 tháng 4 nhân dịp là ngày chúng ta đã đi dưới núi Tiên Sơn ngày thứ hai, giờ phút này cho ta ở nơi Tiên Sơn để điện hang ông hổ biết là điện Bắc Tiên. Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị đồng hướng về cho điện thần kính lễ ba lá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cúi nhà nước ba mắt chớ mẹ xin Phật ban cho kẻ khác lòng chim không thầy uống nước trong, người con mau sớm rửa lòng bằng nhớ để ma bệnh meo bên gốc thần chết kia ôm hốc ở bên mình đạo làm sao lại chẳng tin, dầu cho thông thái cũng dình cố cuộc xưa
cũng gốc ngày hướng đây xuống trần. Hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Thấy sanh chung qua ghiền cảnh tộc, nên nhiều lần dục thúc muôn dân. Bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Vượt cảnh khổ muôn phần u ám, ganh ghét hờn thì tham mơ buồn bề. Quê trong nam nữ chờ quê, cúi đầu thiện niệm trong về Tây phương. Tôi cho kẻ bao khâm nhường, đẹp lòng cha mẹ cửa quyền chờ trong. Nam mô A Di Đà Phật. Cả chư quý vị, chiều hôm nay chúng ta lại có duyên lành trở về nơi điện Nam Âm. Lời xưa từng bảo, xích tắc cáo, phản tắc diện. Cung thỉnh toàn thể quý vị gác bỏ tất cả môn duyên, trở về tâm thanh tịnh. Vì lời xưa từng bảo, đa nhân nhất dạ, sở chí nguyện cầu, cảm ứng vô quy, hữu y như nguyện. Còn đức thầy của chúng ta không ngoài quan niệm ấy, thứ bảy chánh niệm vậy thì, khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm. Cung thỉnh toàn thể quý vị đồng hướng tâm về ngôi thờ phía trên, đồng xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đồng chắp tay dâng lên trán nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư Quan Cựu Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Nhân hôm nay là ngày 27 tháng 4, tất cả chúng con có trở về Thiên Cẩm Sơn chính viên, hiện diện đang làm lễ trước điện Nam Âm, xin thành tâm cầu nguyện cho quốc thới dân an, bá tánh vạn dân được an cư lạc nghiệp, và cho toàn thể nam nữ pháp giới chúng sanh sớm giác ngộ tu hành. Xin thành tâm cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường Tăng Long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Xin thành tâm cầu nguyện cho gia đạo của chúng con được trên thuận dưới hòa, sau lần hành hương lần này được nhiều sức khỏe, khi đi vui vẻ mạnh lành, sau khi trở về nhà đồng giải hết quả căn, nghiệp bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, và kết duyên lành cùng Phật Pháp, tu hành tinh tấn cho đến ngày viên thành Phật Đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đồng xá Đức Phật và hai vị Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa cùng tất cả chư quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
gặp chánh đạo gắng tu thành Phật, đừng thối tâm để gớt lại phàm. Ta bằng cùng đức hạnh vinh kham, hơn phú quý lỗi đàn đạo nghĩa. Tu thì đạo phải lo trao chĩa, đạo không hành mất nghĩa nhà tu. Thấy những người đào bỏ công phu, ta rất tiếc hơn châu ngọc mất. Được làm người được theo đạo Phật, ấy là người hữu đức hữu duyên. Nhiều nhất tâm tu niệm cần chuyên, kiếp này có thể sang Phật quốc. Há gì cái lợi danh tam vật mà để cho dính kiếp trăm luân. Mình lỗi không thiên tự đỏ thân, mà còn khiến đỏ luôn dòng dòi. Nếu mình được nở trần thoát khỏi, có thể làm mà trói tâm hồn. Nợ nào gì sung sướng cá nhân, không nghĩ đến tử ân trọng đài. Người ở quay tất không khỏi hại, tội đến nơi mới cải muộn rồi. Có lỗi lầm phải hối đi thôi, hối trước lúc Phật trời trừng phạt. Đời nước ngập tới bè mới tát, tất những thân cá mập cá xà. Nhân quả cần suy nghiêm kỹ ra, chớ vì lời riêng ta mà phô. Rồi mấy vị mời quý vị chúng ta bước vào chánh điện để cầu nguyện với tướng Nam. Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô bác cùng toàn thể anh chị em kính mến, giờ đây là hôm nay chúng ta đoàn chúng ta đi trong ngày thứ hai, giờ đây trong giờ chiều chúng ta đã về trước tượng Phật Di Lặc. Chúng ta cầu nguyện cho Chúa Thế Chân An thì chúng tôi sẽ điện thành kính lễ ba tá Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và quý đồng quyền trồng thắp hương đưa lên tráng thành tâm nguyện. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thập Phương Phật, Nam Mô Thập Phương Pháp, Nam Mô Thập Phương Tăng, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Trượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Hữu Phật, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay vào ngày 27 tháng 4 Thiên Nhâm Dần, đoàn hành hương của Nguyễn Thái Long Dung lớp dò Đồng Tháp chúng con trở về Thiên Cẩm Sơn. Trước tượng Phật Di Lặc chúng con thành tâm cầu nguyện nhờ ơn trên Đức Phật Đức Thầy, Đức Phật Di Lặc gia trì hộ độ cho thế giới được hòa bình an lạc, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, toàn thể nhân dân được dạn sự lành, phổ độ bá tánh vạn dân tiêu tai cận sự giải thoát mê ly. Và cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ tịnh độ chiến sanh hộ mẫu tại đường tăng long hước thọ hộ mẫu quá khứ trực giảng tây phương. Và cầu nguyện cho đoàn chúng con khi đi khi về chơi đi nghiệp lực giải hết quả căn phát bồ đề tâm tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công kết quả. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị đồng đứng lên và xá một xá để được hơn.
Hãy mời cô bác đồng xá một xá và quỳ xuống lại bốn lại. Và đồng kính lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng kính lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng kính lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Xin ông đốn lại xong mời cô bác đồng xá. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là chùa Vạn Linh. Hồ. Nam mô A Di Đà Phật. Phật đại vương Phật mùi hương cúi đầu đảnh lễ cây nương đức màu. Video tới đây kết thúc.